Xin chào mọi người, và trên tay Thanh Trúc là sản phẩm thịt bò khô Thảo Nguyên mà mình rất tin dùng. Ngày hôm nay thì xin mời mọi người sẽ cùng với Thanh Trúc thưởng thức sản phẩm này nha. Điểm mà mình rất là thích ở sản phẩm thịt bò khô Thảo Nguyên đó là vị hương vị thơm ngon nè. Và đặc biệt là cái miếng thịt bò nó không có bị khô mọi người, nên là khi mà chúng ta ăn vào chúng ta vẫn thấy được cái vị ngọt của cái miếng thịt. Và để đáp ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng thì Thảo Nguyên Food đã đặt nền tảng cho việc sản xuất ra những miếng thịt bò thơm ngon và chất lượng. Từ việc lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon, sạch sẽ đến các quy trình sản xuất đều phải tuân thủ theo những chế độ nghiêm ngặt nhất. Như mọi người thấy, từ quy trình sản xuất bắt đầu từ việc lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon và được kiểm tra chất lượng cẩn thận. Sau đó, thịt sẽ được chọn lọc kỹ càng và mang đi luộc chín. Công đoạn tiếp theo sẽ đưa qua máy cắt, cắt thành từng lát mỏng, được mang qua máy ép, ép nhuyễn miếng thịt. Khi đó, miếng thịt trở nên mỏng và ngấm gia vị đậm đà hơn khi mà tẩm thịt. Nước tẩm thịt được làm bởi nguyên liệu tươi ngon, đậm đà hương vị truyền thống. Thịt sẽ được ngâm và ướp trong nước tẩm tự nhiên và được sấy khô trong điều kiện vệ sinh đảm bảo, giữ nguyên hương liệu tuyệt vời của thịt bò. Trong vòng 24 tiếng sẽ chuyển sang đóng gói thành phẩm. Cuối cùng, sau khi được sấy khô thì thịt bò khô Thảo Nguyên sẽ được đóng gói thành phẩm và với các bao bì chuyên dụng đảm bảo cho việc sẽ giữ thịt bò khô luôn tươi ngon, tránh những tác động của môi trường ở bên ngoài cũng như là hộp an toàn vệ sinh thực phẩm. Ở đây thì chúng tôi sẽ có 3 loại thịt bò được phân loại theo bò viên, bò xé và bò miếng. Và nếu như mọi người chúng ta muốn thưởng thức thử hương vị của thịt bò khô Thảo Nguyên Food thì có thể liên hệ với chúng tôi ở thông tin ở bên dưới nhé. Đến đây thì Thanh Trúc xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.